OK, anh xin chào tất cả các bạn nha. Video ngày hôm nay thì anh sẽ hướng dẫn các bạn sang uh, cái bài về không gian nghiệm nhé. Thì cái bài về không gian nghiệm này, này thì nó nó có hay cái dạng cái dạng câu hỏi của nó đó là hay thường hỏi mình là tìm cơ sở và số chiều của không gian nghiệm. Đấy thì các bạn lát anh sẽ lấy hai cái ví dụ nhé. Đấy thì tức là cái về cái bài này thì nó chỉ À, câu cái dạng câu hỏi là như thế thôi đấy rồi thì đầu tiên là mình sẽ đi vào cái định nghĩa này đúng không ạ đấy dạo này anh cũng bận nhiều việc đó đấy nên các bạn biết là anh là đang là sinh viên năm cuối mà đấy nên nên nhiều khi rất là bận nên anh cũng cố gắng tranh thủ để quay làm tài liệu quay hướng dẫn các bạn đúng không ạ tài liệu này là tài liệu là anh anh soạn mà đúng không Đấy, anh tham khảo từ rất nhiều tài liệu của các thầy cô anh soạn lại rồi ok à, định nghĩa nhá thì các bạn định nghĩa nó nói là nó cho mình là một cái hệ phương trình tuyến tính thuần nhất đấy cái hệ phương trình tuyến tính thuần nhất này thì nó có dạng là a nhân x bằng bằng không đúng không ạ ở cái chương ma trận là mình đã nghiên cứu về cái về cái hệ phương trình tuyến tính thuần nhất rồi đúng không ạ Đấy. thì nó nó có vế vế phải này nó là bằng bằng không này thì các bạn sẽ là nhận nhận dạng được đúng không đấy thì khi đó khi đó một cái uh, không gian nhá không gian gọi là không gian liên kép đi đúng không ạ nó bằng đúng không ạ bằng một uh, tập tập các uh, các x thuộc uh, thuộc không gian vector R mũ n đúng không ạ dọc đặc điểm của nó là a nhân x bằng không có nghĩa là là a nhân x bằng không có nghĩa là, là cái không cái không gian này nó là nó là nó là hệ phương trình tuyến tính toàn nhất thì do đó đúng không ạ do đó thì ta kết luận là là cái kép này là không gian nghiệm của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất được chưa ạ đấy bởi vì nó trong cái không gian vk này này nó bao gồm bao gồm cái thằng x này đúng không ạ? Và trong khi đó mà cái thằng x này nó là nghiệm nghiệm của cái phương trình tuyến tính thứ nhất có dạng a nhân x bằng 0 được chưa ạ? Đấy. Thì nó gọi là không gian thì khi đó cái vk gọi là không gian nghiệm của hệ phương trình tuyến tính thứ nhất thôi. Đấy, thì chú ý bước làm là là như sau này. Đầu tiên các bạn lập cho anh làm ma trận hệ số mở rộng a ngang đúng không ạ? Đấy thì ở cái nó cho mình cái dạng ma trận anh ấy bằng không này thì thường là các bạn sẽ phải lập thành lập ma trận mở rộng rồi ma trận hệ số mở rộng đấy đúng không ạ ai ngang đấy đấy sau đó mình sẽ dùng các phép biến đổi sơ cấp nhá theo hàng các bạn để ý đây là biến đổi sơ cấp theo hàng đúng không ạ theo hàng để để mình tránh tránh làm cháo cháo đổi các các trật tự trật tự đúng không ạ đấy trật tự của gọi là các các uh, ẩn á để mình kết luận ẩn nghiệm cho chính xác đấy sau khi mình dùng cấp phép biến đổi sơ cấp theo hàng để đưa nó về dạng ma trận bậc thang đúng không ạ đưa về ma trận bậc thang xong rồi mình sẽ viết lại hệ phương trình tương đương xong rồi mình suy ra nghiệm từ đó mình sẽ kết luận được không ra nghiệm vk vậy? đấy thì từ từ đó là mình sẽ có bài toán là tìm tìm số chiều và tìm cơ sở thì số chiều số chiều của không gian vector thì ký hiệu là dim dim với kép, thì nó sẽ bằng hạng của uh, họ vector S đúng không ạ? Với với hạng của mọi vector s là số lượng các vector độc lập tuyến tính thì cái cái bài hạng bài hạng này thì uh, ở cái video về anh nói về hạng của vector ấy, anh đã giới thiệu cho các bạn rồi đúng không ạ đây này cái bài tìm hạng của vector này đây hạng của vector ạ. đấy, hạng của vector có nghĩa là số lượng tối đa các vector độc lập tuyến tính của cái họ vector s đấy ạ, nó là số lượng tối đa các vector độc lập tuyến tính thì nó gọi là hạng của vector đúng không? đấy, đây này, anh cũng làm thành lập ma trận này, là ma trận a này đúng không? Dùng phép đổi sơ cấp này, đấy, đưa về ma trận bậc thang này khi đó là hạng của S là chính là hạng hạng của A hạng của cái ma mặt trận A đó đúng không ạ giờ quay trở lại cái bài ngày hôm nay đấy thì tìm số chiều thì tương tự như như thế thôi mình mình dùng các phép biến đổi sơ cấp thì mình khi đó mình có thể kết luận là số chiều của VK nó chính bằng hạng hạng của S luôn đúng không ạ và muốn tìm cơ sở ấy, thì mỗi mỗi cơ sở của VK đúng không ạ mỗi cơ sở nó có có nó có thể có nhiều cơ sở khác nhau mà đúng không ạ thì mỗi cơ sở của VK thì nó là số lượng vector độc lập tuyến tính của họ S. Đấy có nghĩa là, là một cái cơ sở của VK ấy nó sẽ bao gồm một cái gồm các vector trong cơ sở đó là các vector độc lập tuyến tính của họ S. Đấy thì không giải dòng nữa thì anh sẽ đi vào ví dụ đầu tiên này. Ví dụ số 1. Uh, anh lấy ở bài tập số 6 cái file bài tập này thì anh để cái đường link tải ở cái phần mô tả video nhé thì bạn nào mà mà muốn tải thì các bạn cứ click vào cái link đó được chưa? không các bạn tải xuống file và anh cũng để cái link uh, toàn bộ cái bài giảng cái chương cái môn này này đấy thì các bạn cứ click vào nhé cho nó tiện rồi ạ ok nó hỏi bây giờ tìm cơ sở số chiều tìm một cơ sở thôi đúng không ạ một cơ sở nó nó có thể là là, là gồm những cái vector đập lập tuyến tính khác nhau đúng không ạ nhưng mà nó chỉ có là một cơ sở thôi nhưng mà nó cũng có thể là trong cơ sở đó nó sẽ gồm những các vector đập lập tuyến tính nó nó khác nhau đúng không ạ tìm một cơ sở và số chiều của không gian nghiệm của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất Đấy, hệ phương trình này là hai phương trình và bốn ẩn đúng không ạ đấy hai bình bốn ẩn thì muốn giải là ta phải đi thành lập uh, ma hay là ma trận hệ số mở rộng và dùng các phép biến đổi sơ cấp đưa về dạng ma trận bậc thang đúng không ạ cái này là anh lại đảo lại cái cái bài về cái bài về ấy nhá hệ phương trình truyền tính thứ nhất nhá để cho các bạn nhớ lại kiến thức này đây đây ạ à. hệ phương trình truyền tính thứ nhất này các bạn thấy chưa đấy bạn nào quên thì có thể xem lại cái video này nhé, video mà anh uh, cái nghiệm nghiệm không tầm thường ấy, đấy. đây này, dạng ma trận này A nhân x, x bằng bằng không này thấy chưa? Còn trên là dạng tổng quát thôi, dạng này là dạng ma trận, đấy nghiệm X bằng không là nghiệm tầm thường này, đấy giải bằng phương pháp gau này đúng không? ạ đấy. Đây ta cần à, đấy nó chỉ đơn giản thôi ạ à. đấy anh đáo anh đáo lại một chút đó để bây giờ anh sẽ quay trở lại cái bài ngày hôm nay anh nói tiếp Nhá Rồi, ok đâu, đâu nhỉ rồi ạ. Đây ạ. Thì đầu tiên là anh sẽ đi thành lập hệ uh, ma trận hệ số mở rộng này, đúng không ạ? Anh xếp a ngang này, đấy, bằng. Thì các bạn lần lượt điền các hệ số của từng phương trình theo hàng ngang lần lượt xuống. Các bạn nhìn thấy phương trình thứ nhất có hệ số là 2, 3, -1, 1 và 0 thì các bạn sẽ được hàng thứ nhất của ma trận hệ số mở rộng a ngang, đúng không ạ? Tương tự là phương trình số 2 sẽ có hệ số là 2, -3 1 1 0 thì sẽ được là hàng 2 của ma trận hệ số mở rộng A Nga Thì bây giờ mục tiêu của chúng ta là là sẽ đưa cái thằng thằng này về không để khi đó nó sẽ được đưa về dạng ma trận bậc thang đúng không ạ? Thì lấy 2 chia 2 là được 1 đúng không? 1 thì đảo dấu là thành trừ 1 thì khi đó mình sẽ lấy là H2 trừ H1 lưu vào H2 mới đúng chưa? Cái phương pháp mà này gọi là cái phương pháp biểu đổi sơ cấp này hay là còn gọi là gau ấy quá trình gau ấy thì các bạn xem lại cái video về cái vuông góc gau rót đan để khi đó là anh đã chỉ cho các bạn là cách mẹo mẹo là làm sao để mình biết là cộng trừ cho hệ số là bao nhiêu đúng không anh đã nói rất là kỹ rồi đấy anh đã rất là kỹ ở cái cái video những cái video đầu tiên cái phần ma trận đấy đấy video về hệ giải hệ phương trình tuyến tính ấy đúng không ạ đấy nên các bạn khi đó chúng em nó sẽ về không này đấy nên các bạn là nên nên xem lại đúng không ạ xem lại để mình có cái gốc chắc chắn đã để khi mà mình học những cái bài bài lên này này bài ở chương sau này thì mình sẽ nắm bắt được nhanh hơn nhá Thế thì các bạn cho cho cái, cho cái thằng hai này về không rồi thì những cái thằng vị trí khác thuộc hàng hai mới này nó sẽ thay đổi đúng không ạ so với hàng hai cũ đúng không do mình đã dùng phép đổi sơ cấp là thay đổi hàng hàng hai rồi thì đây là đã đưa về dạng ma trận bậc thang rồi đúng không ạ thành phần khác không đầu tiên của à, hàm bên dưới làm về phía bên phải so với thành vật khác không đầu tiên của hàm bên trên đúng chưa đây là khái niệm về ma trận bậc thang đúng không ạ thì từ đây là này à, đưa về, về ma trận bậc thang rồi đúng không thì bây giờ ta phải là đưa về hệ phương trình tương đương đây thì hệ phương trình của ta sẽ tương đương như sau tương đương là các bạn viết lại thôi đúng không ạ vượt viết lại thôi đấy lần lượt 2 3 1 1 thì các bạn sẽ điền lần lượt lên hệ số tương đương với x1 x2 x3 x4 đây đúng không thì các bạn sẽ được là phương hình thứ nhất này phương hình thứ hai thay đổi rồi đúng không so với phương hình thứ nhất thì phương hình thứ hai này cho mình đã sử các phép sơ cấp lên phương hình thứ hai nó nó thay đổi rồi đúng không ạ hệ số của x1 từ do đây nó nó bằng 0 này x2 chỗ này sẽ bằng 6 này x3 chỗ này hệ số bằng bằng 2 này x4 hệ số nào bằng 0 thì ta sẽ được là phương trình thứ hai ở đây, đúng chưa? Đúng chưa các bạn? Đấy. Thì bây giờ nhá, các bạn để ý này. Do hệ phương trình này có hai phương trình nhưng mà lại là bốn ẩn, ẩn x1, x2, x3, x4 ấy, đúng không ạ? Nên ta có lấy 4 2 là bằng bằng 2 thì khi đó ta sẽ có hai hai ẩn đặt là gọi là hai ẩn tùy ý, đúng không ạ? cụ thể anh sẽ đặt x3 bằng t và x4 bằng, bằng z với t và z này sẽ thuộc r khi đó các bạn sẽ rút x1 x2 theo t và z đúng không ạ thì các bạn thay x3 và bằng t vào đây đúng không thay các bạn chỉ việc thay x3 bằng t vào đây này đấy x4 bằng z vào đây này rồi các bạn sẽ x không x1 thì các bạn bỏ đi các bạn từ đó các bạn sẽ rút ra được x2 đúng không các bạn chỉ việc là chuyển chuyển trừ 6x2 là sang Về bên phải này. Khi đó x2 sẽ bằng là 2 phần 6 nhân với x3. Cụ thể nó sẽ bằng 1 phần 3 x3. Đúng không? X2 bằng 1 phần 3 x3. Mà x3 mình đặt là, là t. Nên x2 nó sẽ bằng là t chia 3. Được chưa? <laughs> rồi các bạn xong, xong x3, x2 rồi các bạn xét x1 x1 thì các bạn cũng thật lần thay thay là thay là x3 bằng t vào đây đúng không x4 bằng z vào đây x2 thì sẽ bằng là t trên 3 đặt à, vào đây thì các bạn cũng rút được x1 ra theo theo z là in cụ thể x1 sẽ bằng là trừ z chia 2 nhé các bạn đổi các bạn chuyển 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 vế đó các bạn chuyển vế xong các bạn chia cho bạn rút x1 ra đúng không Đấy. Rồi khi mình đã Đã thành lập được uh, Được cái uh, Tập nghiệm rồi đúng không ạ Thì bây giờ các bạn sẽ Biểu diễn Biểu diễn cái không gian nghiệm Biểu diễn cái không gian nghiệm của cái hệ Đúng không ạ Cụ thể nó là cái không gian V kép Nó sẽ bằng à. Bằng thì các bạn Lần lượt các bạn sẽ Sẽ là đấy rồi sau khi uh, là các bạn đã uh, uh, đưa về được cái hệ nghiệm gồm y1, uh, y2, y3, y4 là cụ thể theo như này rồi đúng không ạ? rồi các bạn từ đó thì các bạn sẽ viết được cái không gian nghiệm của hệ với khen nó sẽ bằng các bạn sẽ điền điền lần lượt cho anh nhé các x1, uh, x2, x3, x4 xuống đúng không ạ? xuống chỗ này nhưng mà khi đó thì các bạn phải đưa nó về theo theo ẩn ẩn mới là cụ thể là ẩn ẩn t và ẩn ẩn z đúng chưa? Đấy. Đặc điểm là gạch dọc có nghĩa là với t t và z này sẽ thuộc thuộc r. Đấy, thì bây giờ nhá các bạn sẽ tách ra đúng không ạ? Tách ra do z và t này là các bạn hình dung ra trong đầu t và z nó nghĩa là các bạn hình dung nó sẽ là tương đương với hai vectơ đúng không ạ? Nên các bạn sẽ tách cái vectơ này ra thành hai vector nó nó ấy, nó tương đương đúng không? khi các bạn muốn tách ra thì các bạn đơn giản thôi đây các bạn tách này thì anh chỉ các bạn tách nhá đây thời ra là anh anh làm này là anh anh làm làm tắt thôi đúng không ạ nhưng mà các bạn để ý cho anh này các bạn nhìn cho anh là thành phần thứ nhất chỗ này là thành phần thứ nhất nó sẽ gồm là trừ trừ z trên 2 đúng không ạ nên chỗ này của anh sẽ là được trừ uh, z trên hai đúng không ạ cái này là anh đưa z ra ngoài rồi nhưng mà nếu mà các bạn nhân z vào trong thì nó sẽ là trừ z trên hai đúng chưa thành phần thứ hai không có z nên mình sẽ cho nó đó là tự ứng nguyên nó là là không đúng không ạ nên chỗ này là sẽ được không ở đây thành phần thứ ba này là không có z này nên mình cho nó là bằng không thì sẽ được không ở đây thành phần thứ tư là có z này đúng không ạ thêm chỗ này mình có z nghĩa là mình sẽ nhân với một nghĩa là nó một nhân z là là bằng z đúng không đấy là xong được tách được cái vector đầu tiên tiếp đến là mình sẽ tách vector thứ hai là theo theo t vector thứ nhất là anh tách theo z đúng không ạ thì tách vector theo t thì các bạn nhìn này theo t nhé thì thành phần thứ nhất là là không có t đúng không là làm, gì có t đâu đúng không lên chỗ này là anh được được là không không t này đúng chưa tiếp thành phần thứ hai là t t trên ba đúng không nên chỗ này của anh sẽ được là 1 phần ba này do t anh nhân ở bên ngoài rồi khi đưa t vào bên trong thì nó sẽ thành t trên ba đúng chưa đấy thành phần thứ ba nó sẽ là t thì t nó sẽ là được một bởi vì là t nhân một là bằng t mà đúng không thành phần tư là là z có nghĩa là không của t nên chỗ này là anh sẽ biết là là 0, đúng không đúng chưa còn t với, t và z là thuộc r thì anh vẫn vẫn giữ nguyên thôi đúng không ạ giữ nguyên đúng chưa đấy thì khi khi các bạn đưa về dạng này rồi thì các bạn dễ dàng nhận ra đây nó chính là span F, đúng không ạ bao tuyến tính bao tuyến tính là gì là tập tất cả các tổ hợp tuyến tính đúng không ạ mình đã đưa về nó dạng là tổ hợp tuyến tính rồi đúng không cụ thể nó sẽ mình sẽ đưa về nó dạng là z nhân với s s 1 chỗ này này mình sẽ đưa nó cái vector này này nó sẽ là z nhân với s 1 cộng với t nhân với s 2 đúng không ạ với cái họ vector s này bao gồm vector là s 1 và s 2 đúng không ạ bao gồm hai vector là s 1 và s 2 ở đây đúng không ạ đấy mà hai vector này là đều độc lập tuyến tính đúng chưa nên khi đó là hạng hạng của s này nó sẽ bằng bằng hai mà hạng bằng hai lên số chiều nó cũng bằng bằng hai đấy và kết luận là mình có một cơ sở và cơ sở nó sẽ bao gồm là những cái vector độc lập tuyến tính đó đúng không ạ là S1 và S2 đấy, vừa tìm ở bên trên này này, đúng không? Các bạn biết cách làm chưa? đây em mũi hai này bên trên này này mình vừa tìm bên trên này này cái này đúng không ạ em mũi hai đấy đó là làm trong cái cơ sở và chỉ có một cơ sở nhé rồi anh xem bài tập um, ví dụ số 2 bài tập 18 trường UFM thì cái trường UFM này là trường đại học tài chính marketing thành phố Hồ Chí Minh nhá đấy thì xem đề bài nó hỏi mình gì nào đề bài nó hỏi mình là tìm một cơ sở và số chiều của không gian nghiệm đấy của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất cái này ở cái bài đầu tiên thì anh cho một cái hệ phương trình tuyến tính thuần nhất là hai phương trình và bốn ẩn ở cái đây thì nó sẽ là ba phương trình và ba ẩn đúng không ạ đấy cách làm như như sau nhé Rồi ạ thì ở đây nhé các bạn bổ sung cho anh là cái ma trận uh, ma trận uh, cột vế uh, vế phải là là không vào cũng nghe chỗ này là anh đã anh đã viết viết thiếu này nên các bạn có thể bổ sung cho anh thêm là uh, những cái vị trí này các bạn sẽ điền cho anh là thêm là không không vào nhé giống cái bên trên đó đúng không ạ bạn điền chỗ này vào thêm thêm một cái cột là không 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 vào đúng không từ cái phương trình hệ phương trình thứ nhất các bạn đưa về ma trận là mở trọng hệ số mở rộng a ngang mà đúng không thì các bạn các bạn sẽ điền cho anh thêm một mấy cái số không rồi nhá Đấy. thực ra là anh thấy là các bạn điền điền vào hay không điền vào thì thì nó vẫn thế mà bởi vì là cái thằng không này các bạn cũng có biến đổi sơ cấp làm sao mà biến đổi được đúng không cái cột bằng không thì các bạn làm sao mà biến đổi sơ cấp để nó nó thay đổi được đúng không các cột cũng có cột bằng không thì các bạn dù biến đổi sơ cấp theo hàng là cũng không không được thấy các bạn thêm vào cũng được nhé cứ thêm vào chắc cú rồi <laughs> các bạn cũng là sắp xếp cho anh là là các hệ số của các phương trình thứ nhất thứ hai thứ ba sẽ sắp xếp thành thành cái ma trận a ngang này đúng không ạ sắp xếp lần lượt xuống nhé rồi mình sẽ dùng phép đường sơ cấp đưa về ma trận bậc thang cụ thể đưa hai thằng này là về về không này đúng không ạ lấy 1 chia 3 là được 1 phần 3 đảo dấu là thành trừ 1 phần 3 thì khi đó các bạn sẽ lấy là H2 1 phần 3 H1 lưu vào H2 mới đúng không ạ Đấy, tiếp tục tương tự hàng 3 thì các bạn cũng cũng thế đúng chưa Đấy khi đó là chỗ này nó nó về về không đúng không ạ tương tự là những vị trí thuộc hàng 2 và hàng 3 nó cũng sẽ bị bị thay đổi thay đổi theo đúng không ạ thay đổi theo so với hàng 2 hàng 3 ở ma trận cũ thì đến đây là mình vẫn chưa đưa về ma trận bậc thang được đúng không do cái chỗ này nó nó chưa về không này đúng chưa thì mình muốn đưa về không thì các bạn lấy này lấy 5 phần 3 chia cho trừ 10 phần 3 rồi đảo dấu đúng không ạ thì các bạn sẽ được là H3 cộng 1 phần 2 H2 và lưu vào H, H3 mới Đúng chưa Đấy Đấy nên nhiều bạn đến, đây, đến cái bước này nhá Nên nhiều bạn các bạn không biết là Nhân cộng trừ cái hệ số này là bao nhiêu này Cụ thể đây là bằng 1 phần 2 này Đúng không? Nên anh chỉ cho các bạn là Lấy 5 phần 3 chơi trừ 10 phần 3 ấy Đấy, đấy là đấy là mẹo đúng không ạ? Đấy, thế là mẹo Mẹo của anh là không biết là có thể cô có chỉ cho các bạn không hay là nên cô cứ giảng là các bạn phải tự tự hiểu thôi nên, nên anh nếu như anh anh muốn chỉ cho các bạn đúng không ạ? Đấy. Do mình thay đổi hàng 3 này lên hàng 3 này mình giữ nguyên này. Còn hàng 3 mới nó sẽ bằng là hàng 3 cũ này cộng trừ một lượng hệ số với hàng 2 đúng không? Cụ thể là bằng 1/2. Do lấy 5 phần 3 chia cho -1/3 bằng 1/2 mình đảo dấu. Là thành cộng 1/2, đúng chưa? đấy nên sẽ được như này khi đó là chỗ này nó sẽ về về không à thằng này nó cũng về về không luôn này đấy thì các bạn từ đây các bạn sẽ viết được lại là cái hệ phương trình nó sẽ là tương đương đúng không ạ hệ phương trình tương đương thì các bạn sẽ lần 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 là điền các hệ hệ số này thay cho những cái hệ số ở cái phương trình phương trình cũ đúng không hệ phương trình thứ nhất thì mình vẫn giữ nguyên đúng không do hệ số là ba một hai là vẫn giữ nguyên rồi mình viết lại thôi đúng không ạ còn phương trình thứ hai thì do chỗ này là là bằng không này đúng không lên hệ số đây là sẽ là 0x1 đúng không ạ chỗ này là trừ 10 phần 3 là thuộc hệ số của x2 mới đúng không là trừ 10 phần 3 x2 này tương tự là cộng 10 phần 3 x3 và nó bằng 0. do là có hệ hai phương trình và một ba ẩn đúng không nên lấy 3 trừ 2 là bằng 1 nên mình sẽ có là một ẩn tùy ý đúng không ạ cụ thể là anh sẽ đặt ẩn tùy ý là x, x3 bằng bằng t được chưa ạ từ đó các bạn sẽ rút x1, x2 là lượt là theo theo x3, đúng không? Thì ở đây là các bạn lấy, trừ 10 phần 3 x2 này các bạn chuyển sang vế bên phải này. Thì khi đó 10 phần 3, 10 phần 3 là triệt tiêu. Thì đó sẽ có x2 bằng x3 và bằng t, đúng chưa? Tương tự x1, x2 bằng t. Các bạn chuyển x2 và cộng 2 x3 này sang vế bên phải này. Thì đó sẽ rút được ra x1 bằng, bằng trừ, 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 trừ t, đúng chưa ạ? Rồi từ đây là mình sẽ kết luận là không gian nghiệm đúng không? Mình kết luận là không gian nghiệm. Đấy, của hệ là là về kép nhá. Thì các bạn sẽ viết lại cái x1 x2 x3 này đúng không? Theo dạng như này đúng chưa? Với t thuộc L là do mình đặt ẩn t là ẩn túy mà đúng không? Đấy, thì bây giờ các bạn chỉ việc đơn giản là các bạn rút rút t ra ngoài thôi. Đấy. Thì rõ ràng đây nó chính là bằng span S là tập tất cả các tổ hợp tuyến tính hay còn gọi là bao tuyến tính đúng không ạ đưa về cái dạng bao tuyến tính rồi đúng chưa với họ à, với cái vector s gồm vector là gồm ba thành phần là âm một 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 đúng không ạ rõ ràng là vector này là khác không thì cái vector s này nó khác không mà đúng không nên nó là độc lập tuyến tính rồi nên mình kết luận luôn là hạng của s nó chính là bằng bằng cái số vector độc tính và bằng bằng một do đó là số chiều nó cũng bằng bằng một luôn và cái VK này nó, nó có một cơ sở là cái và cái cơ sở nó, nó nó sẽ bao gồm là cái vector được vào tính tính đó cụ thể là vector gồm ba thành phần là trừ một 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 nhé đấy thì video của anh đến đến đây là xin tạm dừng tại đây nhá thì video sau á anh sẽ dẫn các bạn là sang cái bài tích vô hướng và không gian tích vô hướng nhá đấy eu euclid euclid ấy. đấy trực chuyển hóa gauss smith ạ đấy cái dạng bài tập đấy hay hay thi đúng không ạ đấy lên nên anh rất cảm ơn các bạn đang theo dõi video này nha nếu các bạn thấy video này của anh hay ấy, thì đừng quên like đăng ký kênh và chia sẻ video tới bạn bè để ủng hộ anh nhé đấy rồi nói đau hết ở họ rồi ok nhá bye bye các bạn hẹn gặp lại các bạn trong những video mới nhất